người hâm mộ làng Túc Cầu từng được chứng kiến rất nhiều cặp anh em đều là cầu thủ bóng đá, thậm chí đối đầu với nhau ở trên sân bóng với các câu lạc bộ, tuyển quốc gia khác nhau. Những cầu thủ là anh em luôn khiến người hâm mộ tò mò vì nhiều điều thú vị vây quanh. Kylian Mbappe đang là một trong những siêu sao của bóng đá Pháp, là tương lai của Les Bleus trên đấu trường quốc tế. Cầu thủ sinh năm 1998 hứa hẹn sẽ trở thành người kế vị xứng đáng khi kỷ nguyên thống trị bóng đá hơn một thập kỷ của Messi và Ronaldo kết thúc. Chúng ta đều biết Mbappe tài năng đến nhường nào, nhưng hiếm ai để ý sao trẻ này có một người em trai sở hữu những phẩm chất của một ngôi sao bóng đá trong tương lai. Cầu thủ này có tên là Ethan Mbappe. Ethan Mbappe sinh ngày 29 tháng 12 năm 2006, được thừa hưởng hai dòng máu Cameroon cùng Algeria. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao khi mẹ, bà Faiza Lamari từng chơi bóng ném. Còn cha Winfred Mbappe đã có nhiều năm làm huấn luyện viên bóng đá, cùng với người anh Kylian Mbappe hơn mình 8 tuổi đang có sự nghiệp đỉnh cao tại Paris Saint-Germain và tuyển Pháp. Cả hai đều được tiếp xúc với bóng đá khá sớm, vậy nên chẳng có lý do gì khiến cho Ethan không được hướng theo con đường thể thao chuyên nghiệp cả. Có thể thấy rằng Ethan từ bước đầu của sự nghiệp đã thuận lợi hơn rất nhiều so với những đứa trẻ ở cùng độ tuổi. Ngoài việc được hướng đến một con đường rõ ràng, thì với việc người anh trai của mình đang là ngôi sao bóng đá thế giới, Ethan chắc chắn sẽ nhận được nhiều lời khuyên hữu ích cho con đường sắp tới của mình. Hai anh em nhà Mbappe được sinh ra tại Bondi, vốn nổi tiếng với bạo động và khủng bố, phân biệt chủng tộc. Trẻ em cũng không được đối xử một cách trọn vẹn và không ít những đứa trẻ ở đây dính vào các tệ nạn xã hội. Sống trong môi trường đầy rẫy những cạm bẫy nhưng Kylian Mbappe đã vươn lên trở thành ngôi sao hàng đầu. Để giờ đây cả gia đình của cầu thủ này đang sống tại trung tâm thành phố Paris cùng với nhau. Có lẽ việc không phải trải qua phần lớn tuổi thơ khó khăn tại vùng ngoại ô sẽ là cơ hội để Ethan có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng của mình. Xuất phát điểm từ đội Bondi giống người anh trai Kylian Mbappe, Ethan có bước tiến lớn trong sự nghiệp bóng đá khi gia nhập đội trẻ Paris Saint-Germain vào năm 2017. Cùng kỳ chuyển nhượng, Kylian Mbappe chuyển từ AS Monaco đến đây dưới dạng cho mượn. Thời điểm ấy Ethan mới chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi nhỏ con bén lén theo chân người anh lớn. Với việc gia nhập lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ lớn nhất nước Pháp, đây chắc chắn là một lợi thế không nhỏ dành cho cậu nhóc Ethan trên bước đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhất là khi trong đội hình của gã nhà giàu nước Pháp hiện tại có quá nhiều ngôi sao đang thi đấu tại đây, để các cầu thủ trẻ có cơ hội học hỏi từ họ. Ngoài việc học tập anh trai của mình, Ethan có cơ hội quý hơn vàng khi được theo dõi Neymar, Messi tập luyện. Cả hai siêu sao này đều sở hữu cho mình nền tảng kỹ thuật thượng thừa cùng với nhãn quan chiến thuật sắc bén. Đây chắc chắn là điều mà những cầu thủ trẻ khi thi đấu ở hàng tiền vệ rất muốn được học hỏi. Và không phải ai cũng có cơ duyên may mắn như Ethan. Huấn luyện viên người Pháp Dinh Claude Lafargue từng nhận xét rằng gia đình Mbappe có một ngôi sao tiềm năng khác đang được hình thành. Ethan là đứa trẻ có rất nhiều phẩm chất. Cậu bé là một tiền vệ rất lịch lãm và thông minh. Ethan là cầu thủ mới nổi, đó là điều chắc chắn. Ngay từ khi vào Paris Saint-Germain, Ethan Mbappe đã được giới chuyên môn của câu lạc bộ đánh giá rất cao về khả năng phát triển tại lò đào tạo. Không như người anh trai nổi tiếng thi đấu ở vị trí tiền đạo, Ethan Mbappe lại thiên về phòng ngự. Cậu chơi ở vị trí tiền vệ và nhiệm vụ chính là thu hồi bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu và tranh chấp với cầu thủ đối phương. Ethan là cầu thủ thuận chân trái, tài năng trẻ này được biết đến với lối đá kỹ thuật, thích kiểm soát bóng. Phẩm chất này không giống như anh trai Kylian, người sở hữu tốc độ nhanh như chớp và khả năng dây bóng ấn tượng. Với những gì đã thể hiện ở cấp độ đội trẻ vào năm 2021, tiền vệ này đã được câu lạc bộ Paris Saint-Germain đề nghị một bản hợp đồng mới. Theo đó, Ethan Mbappe sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng thủ đô nước Pháp đến mùa hè năm 2024. Trên trang web chính thức của câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã đăng thông báo về Ethan Mbappe như sau: Paris Saint-Germain rất hài lòng khi có thể xác nhận chúng tôi đã gia hạn hợp đồng với hai tài năng trẻ của Paris thêm 3 mùa. Đó là trường hợp của Senny và Ethan Mbappe. Sinh năm 2006, cả hai đều là những tài năng trẻ đầy triển vọng thuộc biên chế đội trẻ của PSG. Với việc ký hợp đồng mới, họ sẽ ở lại với câu lạc bộ tới hết mùa giải 2023-2024. Xin chúc họ tiếp tục có được thành công trong màu áo câu lạc bộ. Với động thái này của Paris Saint-Germain, có thể thấy rằng đội bóng nước Pháp đang coi trọng tài năng của Ethan không khác gì người anh trai của mình. Ngoài ra đây cũng là cách để Paris Saint-Germain đập tan hy vọng của những đội bóng khác mong muốn đem Ethan về với đội của mình, đặc biệt là Real Madrid. Ta đều biết rằng từ mùa hè 2017 tới nay,
Real Madrid và Kylian Mbappe luôn là chủ đề khiến cánh báo giới phải tốn giấy mực. Ngôi sao 24 tuổi dù đã cam kết tương lai cùng Paris Saint-Germain nhưng Los Blancos chưa từng có ý định bỏ cuộc. Không chỉ có vậy, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng muốn chiêu mộ luôn cả Ethan Mbappe. Tài năng trẻ này lọt vào danh sách 1 trên 48 ứng viên xuất sắc nhất độ tuổi U15, theo bình chọn của Liên đoàn bóng đá Pháp. Ngoài ra nhiều nguồn tin cho biết, cầu thủ nhí biên phía Paris Saint-Germain còn để lại ấn tượng lớn với đội ngũ tuyển trạch viên Real Madrid sau các giải đấu trẻ. Dù Ethan có tố chất và khả năng lớn nhưng Paris Saint-Germain không muốn chín ép, họ muốn để cậu nhóc này phát triển theo đúng lộ trình. Câu lạc bộ Paris Saint-Germain vẫn rất bình tĩnh để theo dõi hành trình phát triển của cậu bé và không vội bắt Ethan cày ải các trận đấu đỉnh cao từ quá sớm, để tránh gây áp lực vì cậu bé mới chỉ 16 tuổi. Paris Saint-Germain muốn Ethan có thể trở thành một cầu thủ theo đúng lộ trình, tài năng mình vốn có giống như anh trai. Trong thời gian diễn ra World Cup 2022 với nhiều cầu thủ vắng mặt vì tập trung cùng các đội tuyển quốc gia, Ethan đã có cơ hội được tập luyện ở đội 1. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2022, Ethan Mbappe đã được ra mắt tại đội 1 của đội chủ sân công viên các hoàng tử trong trận giao hữu giữa Paris Saint-Germain và Paris FC. Tại trận đấu này, có một số ngôi sao như Sergio Ramos, Marco Verratti và Renato Sanchez dù chỉ ra mắt trong một trận giao hữu. Thế nhưng với Ethan thì đó lại là tín hiệu vô cùng tích cực. Cậu bé chỉ mới 16 tuổi và để có suất đá chính như người anh trai của mình thì còn một chặng đường rất dài. Trong buổi tập hôm 23 tháng 12 năm 2022 của PSG, vua phá lưới World Cup 2022 Kylian Mbappe trở lại tập luyện ngay sau khi kết thúc giải đấu tại Qatar. Dù cầu thủ này được cho nghỉ thêm, huấn luyện viên Christophe Galtier tin rằng Mbappe đang gửi dấu hiệu mạnh mẽ đến mọi người bằng việc quay trở lại tập luyện sớm. Đây cũng là lần hiếm hoi mà Ethan có cơ hội được tập luyện cùng anh trai của mình trong màu áo đội 1 Paris Saint-Germain. Kylian Mbappe và Ethan Mbappe được huấn luyện viên Christophe Galtier xếp hàng vào hai đội khác nhau trong phần đấu đối kháng. Rõ ràng Paris Saint-Germain đang có một lộ trình phát triển rất bài bản dành cho cầu thủ trẻ này. Khi Ethan được tạo điều kiện để tham gia các buổi tập vô cùng quý giá với một cầu thủ đang có những bước đi đầu tiên trên con đường trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Với tiền vệ trẻ này, đây không phải lần đầu cầu thủ này có cơ hội được tập với các siêu sao hàng đầu của Paris Saint-Germain. Sau chiến thắng nhọc nhằn 4-3 trước Troy ở Ligue 1 vào tháng 10, trong khi một số cầu thủ ở phòng tập gym, thì những người khác vẫn nuốt trọn giáo án của buổi tập mới nhất. Trong số những cầu thủ đó, sự có mặt của Ethan Mbappe được coi là một bất ngờ. Cầu thủ 16 tuổi này cùng với 5 cầu thủ trẻ khác được may mắn tập luyện với dàn sao đội 1 Paris Saint-Germain. Nói về Ethan Mbappe, người anh trai Kylian Mbappe đã từng nhận xét, đứa bé này có nhiều phẩm chất đấy. Nó là một tiền vệ đầy tinh tế, rất thông minh và sáng tạo. Rồi nó sẽ là một ngôi sao trong tương lai. Ắt hẳn đây không chỉ là điều mà Kylian mong muốn, mà ngay cả Paris Saint-Germain và đội tuyển quốc gia Pháp cũng mong Ethan trong tương lai gần sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc như anh trai của mình. Nhờ vậy, với sự phục vụ của anh em nhà Mbappe, cả hai đội bóng này sẽ dễ dàng thực hiện được mục tiêu đứng trên đỉnh của bóng đá châu Âu nói riêng và toàn thế giới nói chung. Dẫu vậy, việc thường xuyên bị đem ra để so sánh với người anh của mình không phải là một điều dễ chịu gì, nhất là với một cầu thủ còn đang rất trẻ. Nếu Ethan có thể vượt qua những lời đàm tiếu xung quanh, thì việc tiền vệ này có thể phát triển hơn nữa và trở thành một cầu thủ hàng đầu thế giới là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Còn với những người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới, chúng ta sẽ rất hào hứng được chứng kiến viễn cảnh anh em nhà Mbappe cùng nhau sát cánh trong màu áo của cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Và cặp anh em này có thể chinh phục tất cả những đỉnh cao của bóng đá trong tương lai gần.